luôn. Và từ bữa đến giờ em thấy mọi người yêu cầu rất là nhiều luôn á, là mọi người chương trình này chỉ áp dụng thôi, chương trình này chỉ áp dụng với những cái sản phẩm mang thương hiệu của Kawushi thôi nha mọi người ha. Những sản phẩm mang thương hiệu của Kawushi đó là mọi người đặt đơn hàng 300.000 sẽ được bao ship nha mọi người ha, mọi người nhớ giùm em thêm nha, 300.000 sẽ được bao ship và chương trình áp dụng là sẽ có thời hạn nha mọi người ha. Rồi trước khi đi vào chi tiết của sản phẩm, mọi người cho em tin xin một nút like chia sẻ và nhất là đăng ký kênh để ủng hộ em thêm nha. Rồi đây, sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu đến mọi người đó là bộ ba kềm công nghệ Đức nha mọi người ha. Đây là kềm cắt nè, kềm cắt là 165.000 nha mọi người ha, 165.000. Còn đây là kềm nhọn là 130, kềm nhọn công nghệ Đức nha mọi người ha. Còn đây là kềm điện công nghệ Đức nè, giá là 155.000 nha, 155.000. Combo ba bộ như thế này đã hơn 300.000 là mọi người đã được bao ship rồi đó mọi người ha. Tiếp đến sẽ là kèm nhọn đa năng nè, kèm nhọn đa năng giá là 180, thép của nó là thép CRV nha mọi người ha. Đây em có đi chi tiết cho mọi người coi, kèm nhọn này có giá là 180.000, kèm nhọn đa năng. Tiếp đến sẽ là kèm điện trắng nha mọi người ha, kèm điện trắng là 175.000 nè, 175.000 kèm điện nha. Rồi mình cùng đi qua kèm cắt này nha mọi người ha, kèm cắt thế hệ mới. Kèm này là kèm cắt thế hệ mới này mọi người ha, giá 135.000, cắt thế hệ mới. Tiếp đến sẽ là kèm nhọn, cũng là 135.000 luôn, 135.000. Và đây là 145.000, kèm điện 145.000 thế hệ mới. Combo 3 kèm như thế này mọi người có mua một set combo như thế này đã 300.000 là mọi người đã được bao ship rồi đó mọi người ha. 300.000 là đã được bao ship rồi. Thì hôm nay video ngày hôm nay em tin chỉ nói về những cái sản phẩm chuyên về Kawushi thôi mọi người ha. Chuyên về Kawushi. Còn đây là tay lắc này mọi người. Tay lắc 1/4, tay lắc 1/4 cao cấp nè. Giá của nó là 118.000 nha mọi người ha, 118.000. 118.000. Còn đây là bộ khẩu 1/4. Em xin lỗi. Cái này là bộ khẩu 1/4 là bao gồm một cây nối dài nè, đầu tiếp nè, kèm theo một tay lắc 1/4 nữa, 1/4. Giá của nó là 130.000 thôi nha mọi người ha, 130.000. Còn phía dưới đây là kèm tốt nè. Đây, kèm tốt này vừa cắt vừa tốt luôn nè mọi người ha, giá 52.000, cắt và tốt 52.000. Mọi người cứ coi hết tất cả các sản phẩm bên shop em tin rồi mọi người gom mọi người đặt làm sao để được 300.000 để được bao ship nha mọi người ha. Tiếp đến cũng là kèm cắt luôn nha mọi người ha. Cái đây là kèm cắt cho linh kiện 6 inch nè, kèm cắt cho linh kiện 6 inch là 58.000, 58.000 nha mọi người ha. Bên đây là bộ kèm cắt điện nhọn 7 inch, bộ kèm cắt điện nhọn 7 inch, giá sẽ dao động từ 55.000 này, 60.000 và 62.000. 55.000 dành cho kềm nhọn và 60.000 dành cho kềm cắt và 62.000 dành cho kềm điện nha mọi người ha. Một bộ như thế này. Đây, một bộ. Dạ em có để trên màn hình nha mọi người coi giùm em đi. Rồi mình cùng đi phía xuống phía dưới ha, mình cùng đi xuống phía dưới. Đây là kềm 5 inch nè, kềm 5 inch. Kềm 5 inch nha mọi người. Đây là càng cua 5 inch nè. Nhọn 5 inch, nhọn 5 inch nè, xong rồi kềm điện, rồi kềm nhọn, kèm cắt 5 inch và kèm càng cua 5 inch nha mọi người ha. Giá đồng hết luôn rồi mọi người. Có cả kèm phe nữa nha mọi người ha, kèm phe 5 inch nha mọi người. Đồng giá hết là 35.000 giùm em tiên nha mọi người. Đồng giá hết là 35.000, có kèm điện là 40.000 nè mọi người. Có kèm điện là 40.000 giùm em nha. Còn bên đây là kèm phe, mình cùng đi qua kèm phe nha. Kèm phe thì có thẳng trong, thẳng ngoài, rồi cong trong, cong ngoài, giá đồng giá là 40.000. Mọi người mua một combo như thế này là chỉ có 150.000 thôi. Một combo 4 kèm là 150.000 giùm em riêng nha. Còn mọi người mua riêng á, từng kèm á là 40.000 một kèm nha, 40.000 một kèm. Tiếp đến sẽ là kèm tắt dây điện tự động, kèm tắt dây điện tự động này mọi người, tắt dây điện tự động là 149.000 giùm em tiên nha, 149.000. Còn đây là kèm tắt nè, cái này là vừa cắt vừa tuốt luôn nè mọi người ha, vừa cắt vừa tuốt vừa bấm cóp được luôn. Còn con này là chỉ có tuốt dây được thôi nè mọi người ha, con này tuốt dây được thôi là 99.000, tuốt dây điện của thương hiệu Kawushi nha mọi người ha. Mọi người cứ gom sao mà đủ 300.000 đó mọi người, 300.000 để mình được bao ship nha. Rồi còn phía dưới này đây là kèm phe nè, kèm phe 7 inch, giá 57.000. Còn đây là ngoài cong đúng không, cong trong, cái này là cong trong nè mọi người. Còn đây là thẳng trong nha, thẳng trong. Còn đây là kèm phe 9 inch, kèm phe 9 inch, hiện tại bên shop em cũng còn số lượng có hẹn á. Đây giá 77.000 nha mọi người ha, 77.000. mọi người coi trên màn hình giùm em tiên. Rồi mọi người muốn đặt hàng mọi người liên hệ đến số điện thoại là 0933729380 để các bạn nhân viên có thể hỗ trợ tư vấn về giúp mình đặt hàng. Nếu mọi người không thấy bên shop em tiên nhấc máy liên hệ với mọi người ấy, mà thì mọi người nhớ mọi người để lại tin nhắn cho shop em nha, rồi bên shop em sẽ cố gắng gọi lại cho mọi người trong thời gian sớm nhất. Còn đây là bộ lấy ốc tè này mọi người ha, bộ lấy ốc tè, bộ lấy ốc hư nè, giá 315.000 giùm em tiên nha.
Bên đây là cái rút rivê là 195.000 nè, rút rivê. Rút rivê cái này có thể xoay được 360 độ giùm em Ti nha. Các phần trên này là mình có thể xoay được nè, rút rivê 195.000. Còn đây là cắt tôm mỏ thẳng mọi người ha, cắt thạch cao. Cắt thạch cao, cắt thạch cao này 85.000. Con này là 10 inch nha mọi người ha, 85.000 10 inch. Bên cạnh đó thì cũng có con mỏ xéo này là 176.000 10 inch. Con cắt tôm mỏ xéo. Còn đây có một con cắt tôn của King Blue này mọi người. À con này không có nằm trong chương trình Kabushi nha mọi người ha. Những cái hàng Kabushi bên shop em là 300.000 được bao ship nha mọi người ha. Nên mọi người cứ đặt hàng Kabushi là 300.000 tuyệt đối sẽ được bao ship luôn. Còn đây là kèm tút nè mọi người ha. Kèm bấm cót, cái này là kèm bấm cót, này kèm bấm cót là 163.000, kèm này là kèm bấm cót nè mọi người. Đây mọi người coi bên trong của nó nè. Những cái đầu cót nó sẽ có thông số ở bên trên này dùng em nha. Sẽ có thông số bên trên này dùng em tin. Còn đây là kèm cộng lực nè mọi người, cộng lực 8 inch, cộng lực mini. Giá chỉ có 65.000 thôi mọi người ha, 65.000. Còn đây là tay lắc nha mọi người ha. Tay lắc thì bên shop em có từ 8 nè. Tay lắc này, tay lắc tự động nha mọi người ha. Đây, tay lắc tự động. Từ 8 sẽ đến 19 lần nha mọi người ha. Các số luôn. Giá sẽ dao động từ 73.000. 73.000 nha mọi người. Giá từ 73.000 đổ về thôi. Giá cực kỳ tốt luôn. 73.000 đổ về luôn. Tất cả các số nằm ở trên này dùm em tiên hết nha. Có từ 8 nè, tay lắc tự động từ 8 đến 19. Còn tay lắc thường á mọi người, tay lắc thường là từ 6 cho đến 30 lận nha mọi người ha, từ 6 cho đến 30 nè. Đây, những cái tay lắc này bên shop em có rất là nhiều size luôn, thì mọi người cứ liên hệ đến số điện thoại thì bên shop em sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người để chốt những cái số là mọi người cần ha mọi người ha. Mình cùng đi qua cái bảng tiếp theo nha mọi người ha. Đây là bảng đồ hơi nè. Đây là tay xịt bụi kim loại nha mọi người ha. Giá 70.000. Con này là best seller bên shop của em nè, bán rất là nhiều luôn, 70.000. Còn con này là tay xịt bụi hai đầu nha mọi người ha. Tay xịt bụi hai đầu giá 50.000, tay xịt bụi hai đầu. Còn đây là bơm xe nha mọi người ha. Bơm xe dùng tay nè. Đây. Bơm xe có đồng hồ nè, giá 126.000, màu đen nha. Đây em coi cho mọi người coi phía trên. 126.000 một cái tay bơm đồng hồ như thế này. Bên đây là bơm xe 2 xi lanh. Bơm xe 2 xi lanh là 250.000. Bơm xe 2 xi lanh 250.000 của thương hiệu Kabushi nha mọi người ha, thương hiệu Kabushi. Còn phía dưới của nó đây. À đây. Còn đây là tháo ống nước hai đầu giá 37.000, tháo ống nước hai đầu 37.000. Còn bên dưới là tay cái này là bình châm dầu sắt nè. Con này là 35 đồng, giá 35 hết mọi người ha. 35 hết luôn. Con này là nhựa, 35 luôn nha mọi người. Bên dưới sẽ là đầu nối nhanh ha. Cái này là đầu nối nhanh nè. Đầu nối nhanh là ren trong, ren ngoài. Đuôi chuột, ren trong, ren ngoài, đuôi chuột nha mọi người ha. Ren trong, ren ngoài, đuôi chuột đều là 38.000. Đây đuôi chuột. Đầu nối nhanh, đuôi chuột. Cái này là đầu nối tự động hết nha mọi người ha, của thương hiệu Kabushi. Thương hiệu Kabushi giá 38.000. Còn bên đây là ống 10, 12 nè. Và ống 10 là 45.000. Ống 12 và ống 10 là 45.000. Còn ống 8 sẽ là 38.000 nha mọi người ha. Nối nhanh ống 8 sẽ là 38.000. Rồi mình cùng đi qua bảng bên này nha mọi người ha. À đây là có một cái cộng lực nè. Cộng lực bé xinh xinh. Nó to hơn con 8 inch. Con này là 14 inch. 14 inch nha mọi người ha. Con này có giá là 150.000. Cộng lực 14 inch nha mọi người ha. Rồi mình cùng đi qua bảng kéo đi ha. Bảng kéo bấm cành đi. Kéo bấm cành đây thì mọi người cũng đã biết rồi đúng không? Cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà tạo nên thương hiệu của shop em nè mọi người ha. Kéo bấm cành cao cấp, giá 110.000 giùm em tin nha. Kéo bấm cành cao cấp. Bên cạnh đó thì cũng có một kéo bấm cành trắng hai màu nè mọi người ha. Trắng cam. 64.000. Còn đây là kéo bấm cành của thương hiệu Rino nè mọi người ha. Thương hiệu Rino giá 100.000. Nó sẽ tặng kèm cho mình một cái lò xo. Còn ở trong này là cũng có lò xo trợ lực sẵn ở trong rồi mọi người. Con này thì báo mọi người luôn là không bao giờ rớt lò xo ra nha, của thương hiệu Kabushi á. Rồi phía dưới đi ha. Đây là kéo tỉa cành, tỉa mà mỏ xéo đi, giá 56.000, tỉa mỏ xéo. Còn con này tỉa thẳng là 56.000 luôn nha mọi người ha. Tỉa thẳng nha mọi người. Con bên cạnh nó là con mã là 8630.
con này cũng tỉa thẳng luôn, nhưng mà nó nhỏ hơn cái con bên cạnh này, nhỏ hơn một xíu. Thì giá của nó sẽ là 52.000, tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người. Thì nhu cầu của mọi người cần con nào thì mọi người cứ nhấc máy lên, mọi người liên hệ số bên shop là 0933 729 380, thì các bạn sẽ hỗ trợ tư vấn và giúp mình đặt hàng dễ dàng hơn nha. Rồi bên cạnh dưới đó thì sẽ là kéo bếp nè mọi người ha, kéo bếp nè. Con này hiện tại bên shop em bán rất là chạy luôn mọi người, hàng hiện tại đang về nè mọi người. Hàng hiện tại đang về nha, đang về số lượng rất là nhiều nên mọi người cứ yên tâm thoải mái đặt vô tư, số lượng bao nhiêu cũng có. Con này là mã 0860, giá là 90.000 nha mọi người ha. 0860 giá 90.000. Còn bên cạnh đó con này là cũng kéo cánh bạc luôn nè mọi người, kéo cánh bạc vừa kẹp càng cua nè, vừa khui bia nè, cạo vảy cá, làm kéo bếp nha mọi người ha. Con này là 74.000, con này là 4 trong 1, 74.000. Con này 74.000. Còn bên cạnh đó là con kéo vàng này mọi người, kéo vàng 83.000 nha mọi người ha. Con này kéo mũi nhỏ nè, mũi nhỏ. Bên cạnh đó cũng sẽ có kéo Rino 65.000 thôi mọi người ha. Chất thép của nó là thép SK5 nè, thép SK5 của thương hiệu Rino Zamban nha mọi người ha. Thương hiệu Rino Zamban. Con này là em của thằng này á mọi người, em của thằng Kawashi á mọi người ha, em của Kawashi. Rồi mình cùng đi qua cưa đi ha. Cưa thì rồi đây là dòng cưa, cái này là cưa truyền thống nha mọi người ha. Cưa truyền thống của mình nè là 55.000 con cưa truyền thống này. Còn bên trên là con cưa lá nè, cưa lá. Con này là 450 nha mọi người ha. Giá chỉ có 60.000 thôi, cực kỳ tốt luôn. Giá cực kỳ tốt, bên shop em tin là bán giá cực kỳ tốt về Kawashi luôn mọi người. Còn con cưa cong này nè, con cưa cong của Kawashi này giá của nó là 90.000 nha mọi người ha, 90.000. Còn nếu mà nhà mọi người đã có cái cưa đúng không, mà cái cưa nhà mình cùn nữa đúng không, đây mọi người mua dùm em tin một cái lưỡi thay thế luôn. Lưỡi thay thế có 55.000 mọi người ha. Cái này là lưỡi thẳng nè, dành cho lưỡi thẳng dùm em tin nha mọi người ha, dành cho cưa thẳng. Bên cạnh đó thì cũng có cưa lách của Kawashi nè mọi người, cưa lách của Kawashi giá 35.000. Còn đây là cưa gập dài 270 nha mọi người ha, 66.000. 66.000 cưa 270, 66.000 thôi nha. Còn đây là phần da độc giấy nha mọi người ha. Hiện tại là bên shop em có nhiều loại da độc giấy, nhưng mà hiện tại hôm nay hàng bị cháy rồi, cho nên hàng đang về, nên mọi người cần đặt hàng về dao chống vỡ hay là dao đề can này thì mọi người cứ liên hệ số điện thoại của bên shop nha, hoặc là nhắn tin cho bên shop giùm em nha. Còn đây là con dao độc giấy nè, giá chỉ có 9.000 thôi. Còn hộp lưỡi dao này mọi người ha, hộp lưỡi dao sẽ bao gồm 10 lưỡi, một tép như thế này là 10 lưỡi là 25.000. Còn tép nhỏ của Kawashi như thế này, lưỡi dao đề can nè, lưỡi dao đề can là 10, như em nhớ không nhầm là 15.000 mọi người, 15.000 nha. Còn bên đây sẽ là dao cắt kính nè, con này là dao cắt kính cho em tiên nha, dao cắt kính là 50.000 nè, dao cắt kính. Còn đây là bút thử điện chống vỡ này mọi người, 21.000 thử điện chống vỡ. Còn đây là bút thử điện cao cấp trắng nè, 25.000 mà có thể dò được điện luôn mọi người, 25.000. Còn bên đây là những bút thử điện nè, bút thử điện là từ 17.000 dao động đến 25.000 nha mọi người ha. Bút thử điện bên shop em tiên, bên shop em tiên có nhiều mã bút thử điện lắm, mọi người cứ liên hệ bên shop em tiên, bên shop em tiên sẽ chụp hết cho mọi người coi, hoặc là mọi người coi trên màn hình này, mọi người cần cái mã nào mọi người cứ chụp, mọi người gửi cho bên shop em tiên, mọi người giải lại gửi Zalo cho shop em tiên nha. Thì bên shop em tiên sẽ báo giá cho mọi người và chốt đơn trên Zalo cho mọi người, hoặc là mọi người không nhắn tin Zalo thì mọi người cứ gọi điện thoại, bên shop em sẽ hỗ trợ mọi người hết mức có thể luôn nha mọi người ha. Còn dàn ở trên này, còn dàn hàng ở trên này là cách ống nè. Đây là cách ống 64, phi 64 nha mọi người ha. Phi 64 nè, 218.000, phi 64 nha. Cái này là cách từ 64 đổ về dùm em. Còn con này là phi 42 nè, phi 42. Con này là hàng cao cấp nha mọi người ha. Hàng cao cấp là 120.000, 120.000. Rồi qua đây con cách này là con cách ống 38 nè. Cách ống 38 đổ về dùm em, 38 là giá 100.000. Cách ống 38 nha, đây là dàn ba cách ống. Cách ống là có 64 nè, 42 và 38 nha mọi người ha. Còn đây là súng keo nến nha mọi người ha. Cái này là 60W, 60W nè mọi người. Giá 120.000 thôi, 60W. Còn đây là 20W, 20W thì giá là 65.000 nha mọi người, 65. Còn đây là bánh ghim nè mọi người ha. Bánh ghim hỗ trợ chạy, cái này sản phẩm chạy bằng cơ nè mọi người ha. Mình chỉ cần bấm nha thôi. Nó sẽ dùng được 3 loại nè, vừa thẳng nè, vừa u nè. Vừa u nè, vừa vuông luôn nha mọi người ha, vừa vuông luôn. Giá 120.000, 120.000. Còn con này là con mở máy mài nè mọi người ha, giá có 30.000 thôi, 30.000, 30.000 nhà em tiên nha. Còn bên đây là em be kìm vạn năng nè mọi người ha. Em be kìm vạn năng là 245.000. Còn con này là con BOM nè, con đồng hồ đo đa năng nha mọi người ha. Con đo đa năng là 156.000, mã của nó là 9181 dùm em tin nha, 9181 giá 156. Còn 9187 sẽ là 245.000 nha, 245.
bên này sẽ là con khò đồng. Khò đồng là 115.000 nha mọi người ha. Rồi mọi người ha, bên cạnh là khò đồng 115.000 thì bên shop em có khò nhiều màu á mọi người, khò nhiều màu mà tự động đánh lửa là giá 120.000 nha mọi người ha, 120.000. Có khò đấy luôn. Khò đấy. Còn phía dưới bên này á sẽ là đây tự động đánh lửa. Đây mọi người ha, tự động đánh lửa. Giá nhiêu? Giá 30.000 nha mọi người ha. Cái này là tự động đánh lửa, mọi người bật cái này là tự lên lửa luôn á mọi người. Tự động lên lửa luôn. Còn đây là tuviter trong vỉ nè, 6 đến 180. Có 30.000 thôi mọi người. 30.000 thôi, giá cực kỳ tốt luôn nha. Còn đây là bộ tuvit nè, bộ tuvit giá này chỉ có 50.000 thôi mọi người ha, 50.000. Còn đây là con vít lùng nè mọi người ha, vít lùng. Bộ vít lùng như thế này chỉ có 50.000 thôi. Còn hộp tua vít 2 đầu 6 chi tiết như thế này là 35.000 nha mọi người ha, 35. Còn tua vít này là 6, thí dụ mọi người không cần một cái tua vít mà dài thì mọi người cần tua vít ngắn thì đây cũng có luôn. 6 đến 85. Là cái thân của nó là 6 nè, dài 85 nha mọi người ha, dài 85. Giá chỉ có 18.000 thôi nha, 18.000. Còn mọi người cần nữa thì mọi người mua nguyên một bộ như thế này, có cả bút thử điện nè. Kèm tua vít bút thử điện luôn nha, tua vít bét thử điện. Giá chỉ có 110.000, bao gồm 7 cây như thế này, 7 cây và trong vị như thế này nha mọi người ha, rất là gọn luôn. Có một cái túi cho mình cất tua vít luôn á mọi người, chỉ có 110.000 thôi, 110.000. Bên song song bên đó bên shop em cũng có tua vít đóng nè, tua vít đóng, tua vít điện thì giá sẽ dao động từ 30.000 đổ về thôi mọi người ha, 30.000 đổ về, tùy theo lớn hay nhỏ nha mọi người. Mọi người cứ liên hệ lên shop bên tiên là 0933 729 380 thì các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ tư vấn và giúp mình đặt hàng dễ dàng hơn. Còn đây là bộ vít gãy nè, bộ vít gãy 6 chi tiết giá 45.000 nha. Bộ vít gãy của thương hiệu Kawashi nè, 45.000. Rồi mọi người ơi, chương trình chỉ áp dụng cho những sản phẩm mang thương hiệu của Kawashi thôi mọi người nha. Mang thương hiệu của Kawashi là 300.000 là mọi người đã được bao ship rồi. 300.000 là mọi người đã được bao ship rồi nha mọi người, 300.000. Rồi mình cùng đi tiếp qua bảng bên này nha mọi người ha. Thì sản phẩm tiếp ra là búa đi mọi người. Đây, búa này là búa tạ nha mọi người ha. Búa 3LB nè, búa 3LB. 3LB, búa 3LB là 175.000 nha mọi người ha. Búa 3LB là 175. Còn búa 2LB sẽ là 105.000 dùm em tin nha, 105.000. Bên cạnh đó sẽ là búa 0.75 này mọi người ha, 0.75 thì giá sẽ là 90.000 nè, giá sẽ là 90.000 dùm em tin, 90.000. 90.000 nha. Búa 0.75 là 90.000. Búa 0.25 nè, búa 0.25 là 60.000 nha mọi người ha, 60.000. 0.25 là 60.000. Còn bên này là con búa chống trượt nè mọi người ha, búa chống trượt. Con này là búa 0.5 chống trượt. Con này có giá là 85.000 nha mọi người ha, 85.000, 0.5 chống trượt. Bên cạnh là búa cao su 450 có giá là 64.000 nha mọi người ha, 64.000. Coi bên này là búa cao su đi, búa cao su 2 đầu. Búa 2 đầu nha. Giá sẽ dao động nè, hiện tại bên shop em là 25 sẽ là 25.000, còn 30 sẽ là 30.000 nha mọi người ha. Còn đây là con 2 đầu nhỏ nè, là 35.000. Các mọi người nhìn nó to gấp đôi con 25 này đúng không? Mà nó hơn chỉ có khoảng tầm 10.000 thôi. Rồi, mọi người đặt hàng mọi người nhớ liên hệ đến shop em Nhâm Tiên nha. Mọi người nhớ chụp hình lại. Mọi người chụp màn hình lại nè, giống như cái sản phẩm mà em Tiên có ở trên màn hình đó, mọi người chụp màn hình lại mọi người gửi cho bên shop em. Còn bên trên của nó sẽ là mỏ led nè, mỏ led răng nha mọi người ha. Con này là 12 inch là 110.000. Trong video ngày hôm nay em Tin chỉ báo giá cho mọi người thôi, để mọi người có thể biết được bên shop em Tin có những cái sản phẩm gì và mọi người đặt về hàng của thương hiệu Kawashi á, để mọi người sẽ được bao ship nha mọi người ha. Còn đây là mỏ led 14 nè, mỏ led răng 14 là 133.000. Mỏ led răng 14 133.000 dùm em Tin nha, 133.000. Bên dưới sẽ là kềm chết. Đây là mọi người nè, kềm chết không tay bọc là 120.000, kềm chết không tay bọc là 120.000 nghe. Còn kềm chết có tay bọc là 126.000, chỉ nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Nếu mọi người nhu cầu mọi người sử dụng nhiều, mọi người cần mà có tay bọc để mọi người bóp nó đỡ bị đau tay, nó đỡ bị trơn trượt đó, thì mọi người lấy con nào giùm em nha, là 126.000 mọi led có tay bọc. Còn bên cạnh đó nữa sẽ là kềm chết chữ C nha mọi người ha, kềm chết C là 106.000, kềm chết C 106. Còn đây là kềm chết xích, kềm chết xích là 145.000 đây, 145.000. Còn đây là kềm chết mỏ vịt 130.000 nha mọi người ha, kềm chết mỏ vịt, kềm chết mỏ vịt 130.000. 130.000. Thì bên cạnh đó kềm chết mà không tay bọc bên shop em cũng có mỏ chữ V nữa mọi người. Mỏ chữ V là 110.000 nha, mỏ V nè là 110.000. 110.000 giúp em Tin nha. 110.000.
Rồi hồi nãy em cũng có nói tới lưỡi cưa đúng không mọi người? Lưỡi cưa thì bên shop em cũng có lưỡi cưa thay thế này mọi người ha. Lưỡi cưa sắc thay thế này, chỉ có 3.500 một lưỡi thôi. 3.500 một lưỡi như thế này. 3.500. Rồi 3.500 là một lưỡi như thế này dùm em Tiên nha. 3.500 thôi. Còn đây là bộ vít đóng. Bộ vít đóng 7 chi tiết 178.000 nha mọi người ha, của thương hiệu Cao Uxi nè. 178.000. Rồi, mình đi qua coi cái này đi ha. À, bộ lục giác nè, bộ lục giác trắng mờ nè, giá 90.000, bộ lục giác bi nha. Còn bên trên của nó sẽ là bộ lục giác 7 màu nè mọi người, 186.000, bộ lục giác bi 7 màu của Cao Uxi nha, là 186.000 nha mọi người, 186.000. Ok, rồi mình đi qua bảng cần chữ T nha mọi người ha, qua bảng bên này, bảng Cao Uxi nè ha, bảng Cao Uxi. Thì đây là cần chữ T nè. Cần chữ T là từ 19 xuống 8 nha mọi người ha. Từ 8 đến 19 thì giá nó sẽ dao động từ 27.000 đến 33.000 nha mọi người ha. Giá sẽ dao động. Giống như càng lớn thì là 33.000, còn trở về nhỏ là khoảng tầm có 27.000, xuống 80 là chỉ có 27.000 thôi nha mọi người ha. Cần điếu thì bên shop em cũng có luôn nè mọi người, cần điếu luôn. Giá cực kỳ, nói chung là rẻ lắm, giá cực kỳ rẻ. Còn đây là chữ T nha mọi người ha. Đây, T đa năng nè, T đa năng. Con này em nhớ không nhầm là 110.000 đó mọi người, 110.000. Ôi xin lỗi mọi người nhiều nha. Con chữ T này nè là chỉ có 98.000 thôi mọi người, chứ không phải 110.000. Suýt nữa là ăn điêu mọi người một xíu rồi ha. Thì mọi người con cần chữ T này bên shop em chỉ có 98.000 thôi nha, 98.000. Còn đây là thức thủy mini nè, thức thủy mini chính in nè, 30.000. Trời ơi quá cực kỳ tốt luôn, cá cơ hời luôn ha. Rồi còn đây là chữ L nè, chữ L 300 hả? 300. Con này là 52.000. Từ 150 nha. 150 đến 300, 150 đến 300. Còn là 52.000, còn từ 250 đến 500, 250 đến 500 nè. 500 là 75.000 nha mọi người ha. 75.000. Bên dưới là thước kéo nè. Thước kéo thì có thước lỗ ban rồi thước lỗ ban nè, rồi thước kéo cam nè. Cam hoặc là xanh đen nha mọi người ha, đều có hết. Mọi người cần mua thông số như từ 3m, 5m, 7m rưỡi hay 10m bên shop đều có hết luôn nha mọi người. Đều có hết luôn. Còn bên dưới này là đây là thước kẹp cơ nha, bên shop có hai loại là loại 150 và 200. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người thì mình cần loại 150 nè. 150 giá sẽ là 169.000. Còn lại kẹp cơ 200 và 200 nha mọi người ha. Và 200 sẽ là 245.000. Thì mọi người lựa giống như là mọi người thêm một cái thước kéo đi. Thêm một thước kéo này 46.000 vẫn chưa được 300 ha. Mọi người kiếm thêm cái món nào đó rồi mọi người đặt vô. Thiếu khoảng tầm 55.000 nữa thôi là được 300, là được bao xíu rồi đúng không mọi người ha. Đỡ được bao xíu rồi. Thì bên này cũng có thước dây nè mọi người. Thước dây 3m. Thước dây 3m là giá 90.000. Thước dây 3m 90.000. Bên dưới sẽ là ke. Ke nha mọi người ha. Ke inox. Thì hiện tại bên shop em có con này là một con ke 533kg nè. Ke 533kg màu cam nha. Con này 92.000 nhưng hôm nay chỉ còn có 75.000 thôi. 75.000 vẫn có nằm trong chương trình là giống như mình vừa được giảm giá rồi nè. Và mình còn được bao ship nữa mọi người ha. Đơn 300.000 bao ship, vừa được giảm giá vừa được bao ship nữa thì mình tranh thủ mình hốt ngay luôn dùm em. Mất công khách tới khách hốt trước thì mình hốt sau thì không còn nữa nha mọi người ha. Mình tranh thủ mình chốt sớm dùm em. Còn đây là thước ke 30kg nè. 30kg sẽ là 56.000. Còn 60kg sẽ là 90, còn 80kg sẽ là 140 nha mọi người ha. 80kg sẽ là 140. Bên dưới sẽ là cạo C nè, là từ 6 nè, 5432, giá sẽ dao động từ 95.000 đến 25.000 nha mọi người ha. Giá từ 95.000 đến 25.000 giùm em Tiên. 95.000. Đây, cạo C 2 inch nha, 25.000. 25.000. Còn bên dưới bên này sẽ là kính nha. Đây là kính nè mọi người ha. Kính hàn điện tử là 160.000. 160.000. Còn mặt nạ hàn điện tử sẽ là 185.000 nha mọi người ha. 185.000. Nón hàn bên shop em cũng có luôn nha. Nón hàn em nhớ dao động là khoảng tầm 350 hay 360 gì đó mọi người. 350 hay 360 gì vậy. Nón hàn hôm nay hàn nhiệt rồi, giá cực kỳ tốt luôn. Rồi, đây kìm hàn nha. Kìm hàn 1000A nè. Kìm hàn này là kìm hàn 1000A, kìm hàn cao cấp giùm em Tiên nha. Kìm hàn 1000A nè. Con này có giá là 130.000, 1000A. Còn 600 đến 800 nè, 600 đến 800 là 105.000. 105.000. Tiếp đến là mình đi qua kìm 500 đi, 500 kẹp mát chứ. Cái này là kẹp mát nè. Kẹp mát 1 nè, 1500 thì mát đơn là 75.000.
Còn mát đôi á, mát đôi sẽ là 110 ngàn nha mọi người ha, 110 ngàn. Còn đây sẽ là hàn trì có loại 80W này mọi người ha, 80W. 80W là giá sẽ là 69 ngàn, giá sẽ là 69 ngàn. Mọi người cứ gom gom, mọi người nãy giờ mọi người coi từ đầu đến cuối video của bên số em tiên rồi đúng không, thì mọi người thấy những cái sản phẩm nào mình cần đó thì mọi người cứ gom gom lại đủ 300 ngàn là sẽ được bao ship rồi nha mọi người, đủ 300 ngàn sẽ được bao ship. Còn con này là hàn trì có chỉnh nhiệt nè, hàn trì có chỉnh nhiệt nha, giá chỉ có 110 ngàn thôi, 110 ngàn. Mình mua con này 110 ngàn, mình mua thêm một con hàn trì nữa, một con kẹp kẹp ai kẹp hàn nè, hoặc là một con kẹp mát đơn mát đôi gì đó, mình cộng ba món này lại đã được 300 là bao ship rồi mọi người ha, ba món này cộng lại 300 bao ship. Mình cứ gom 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 làm sao đủ 300 nha mọi người ha, mình tranh thủ mình chốt làm sao mình gom đi. Hôm nay cực kỳ tốt luôn, giá tốt, vừa giá tốt vừa được bao ship, thì mình tranh thủ mình chốt đơn sớm giùm em tiên, mình tranh thủ mình chốt đơn sớm giùm em tiên. Rồi mình cùng đi qua cái bạn bên này nha, bạn bên này nè, đây bộ vít nè, bộ vít này là có 500 hút luôn nè mọi người ha. Đây là 52 ngàn, một bộ 5 như thế này kèm theo một cái đầu hút 500 là 52 ngàn. Còn vít dài nè mọi người ha, vít dài vít ngắn nè, giá sẽ từ 9 nè, vít nâu nha, từ 9 ngàn, 12 ngàn và đến 15 ngàn giùm em tiên nha, ở trên màn hình này mọi người coi giùm em. Còn đây sẽ là lục giác cho mọi người ha, lục giác nè, bên shop em có từ bao nhiêu đây ta, để em coi coi, sẽ từ 1.5. Lục giác sẽ có đầu từ 1.5 nha, 1.5 đến 8. Giá sẽ dao động chỉ có 10 ngàn thôi, 10 ngàn đến 12 ngàn á, 12 ngàn. Còn đây là bộ tarot nè, bộ tarot 6 chi tiết nha mọi người, bộ tarot 6 chi tiết nè, bao gồm 6 mũi như thế này. Giá chỉ có 130 ngàn thôi, 130 ngàn. Mũi khoan đen này, mũi khoan đen 4 cạnh nha mọi người, mũi khoan đen 4 cạnh. Thì bên shop em có một set là 5 mũi như thế này, một combo 5 mũi như thế này là 120. Hoặc là mọi người muốn mua lẻ giống như là 6 ly, 8 ly, 10 ly hay 12 ly, bên shop em đều có hết luôn nha. 8 ly, 10 ly, 6 ly, 10, 8 và 12 nha mọi người. Còn đây là mũi mũi khoan vàng này, mũi khoan vàng 2 cạnh. Có size lẻ cho mọi người luôn, có size lẻ cho mọi người, giá từ 12 ngàn đến 15 ngàn thôi. Còn nếu mọi người muốn mua combo thì là 65 ngàn, 65 ngàn 5 mũi như thế này, một combo như thế này nha mọi người ha, một combo. Hoặc là mũi khoan inox, mũi khoan inox bên shop em có luôn, bên shop em có từ 2 ly, từ 2 ly nha, từ 2 ly cho đến em coi có bao nhiêu đây ta, cho tới 13 luôn nha mọi người ha, cho tới 13 ly luôn, là mũi khoan inox từ 2 ly rưỡi cho tới 13 luôn nha. Giá sẽ dao động là từ 10 ngàn, giá sẽ dao động từ 10 ngàn nha mọi người ha, từ 10 ngàn cho đến 110 ngàn, 10 ngàn đến 110 ngàn nha mọi người ha, giá sẽ dao động từ 10 ngàn đến 110 ngàn. Còn bên này là mũi khoan tháp, nếu mọi người mua khoan tháp riêng nè, khoan tháp riêng là từ 4 đến 12 là 48 ngàn, còn mà 4 đến 22 sẽ là 84 ngàn, 4 đến 32 sẽ là 125 ngàn. Còn nếu mọi người không muốn mua lẻ, mọi người mua một combo để mọi người có một cái vị để đựng luôn á, thì mọi người mua một combo như thế này, giá 295 ngàn dùm em tin nha, 295 ngàn là được bao ship luôn rồi, 295 ngàn được bao ship luôn mọi người ha, dù gì thiếu có 5 ngàn thôi à, thôi 295 ngàn bao ship luôn. Thì mọi người tranh thủ mọi người chốt đơn dùm em tin nha, mọi người liên hệ số điện thoại là 0933729380 để các bạn nhân viên có thể hỗ trợ tư vấn và giúp mình đặt hàng. Rồi nếu mọi người không mua những cái mũi inox này riêng á, mũi khoan inox này riêng, thì mọi người mua một combo 6 mũi như thế này cũng được, một 6 mũi như thế này, giá là 140 ngàn dùm em tiên nè. Nó sẽ từ 3 ly đến 8 ly dùm em nha, 3 ly đến 8 ly, và nó sẽ có một cái hộp như thế này, cực kỳ đẹp luôn ha. Còn đây là bạn đá cắt nè mọi người ha, đá cắt một tấc bên shop em nè. Con này một lưỡi như thế này, một lưỡi như thế này giá chỉ có 5 ngàn thôi, một lưỡi như thế này giá 5 ngàn. Mọi người mua càng nhiều giá sẽ càng được giảm thêm mà còn được bao ship luôn á mọi người ha. Đây đá cắt nè, đá cắt rồi lưỡi cưa rồi gì đây ta, mài ha mọi người ha, nhám bên shop em tiền có luôn, nhám bên shop em tiền có luôn. Còn đây là thùng đồ nghề nè mọi người ha, thùng đồ nghề nè, thùng đồ nghề này là 18 inch nha mọi người ha, 18 inch là 150, chắc mọi người quăng bao nhiêu tầng lầu nó cũng không bị bể luôn mọi người ha, cũng không bể luôn dùm em tiên nha. Đây thôi tiện đây hàng cao oxy thì em cho mọi người coi luôn đó ha, keo bên shop em cũng có rất nhiều loại luôn nha, mọi người cần tư vấn gì mọi người coi trên màn hình dùm em tiên, coi trên màn hình dùm em tiên nha, mọi người cần tư vấn mọi người cứ liên hệ đến shop em tiên. Và rồi video xin kết thúc tại đây, nếu mọi người yêu thích em tiên mọi người cho em tiên xin một nút like, chia sẻ và nhất là đăng ký kênh để ủng hộ em tiên nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.